Ngày 26 tháng 3, tại đài tưởng niệm Chutankra, tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày hy sinh của các chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, ngày 26 tháng 3 năm 1968, ngày 26 tháng 3 năm 2023, tại điểm cao 995, xã Gia Xê, huyện Sa Thầy. Dự lễ có các cựu chiến binh Trung ương đoàn, các cựu chiến binh Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, lãnh đạo tỉnh Kon Tum, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, cùng đông đảo người dân trên địa bàn huyện Sa Thầy. Cách đây 55 năm, vào đêm 25 rạng sáng ngày 26 tháng 3 năm 1968, trên điểm cao 995 Chutankra diễn ra một trận đánh vô cùng oanh liệt. Đây là trận chiến đấu đầu tiên của Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đội Nhân dân Việt Nam trên mặt trận Tây Nguyên. Bộ đội ta đã tiêu diệt 204 tên địch, nhưng cũng tại trận đánh này, hơn 200 chiến sĩ, hầu hết là con em của thủ đô Hà Nội, đã anh dũng hy sinh khi đang độ tuổi thanh xuân. Đến nay đã có hơn 100 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Sa Thầy. Tri ân sự hy sinh của các anh, tại khu vực diễn ra trận đánh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Kon Tum đã đầu tư xây dựng công trình nhà tưởng niệm khang trang. Năm 2010, Chutankra được tỉnh Kon Tum công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Thưa quý vị, được sự chấp thuận của chính phủ Sri Lanka, sự giúp đỡ của Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội và Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka, Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức rước nhánh cây Bồ Đề Thiêng từ thánh tích Mahavihara, cố đô Anuradhapura, Sri Lanka, về trồng tại khuôn viên của chùa vào tối ngày 25 tháng 3. Cây Bồ Đề vĩ đại Cát Tường có tuổi đời khoảng 2.300 năm, là báu vật của đất nước Sri Lanka. Năm 247 trước công nguyên, thời vua A Dục đã cho chiết một nhánh của cây Bồ Đề Thiêng ở Bodh Gaya, Ấn Độ, nơi Đức Phật thành đạo và đem tặng cho quốc đảo Sri Lanka. Cây Bồ Đề là biểu tượng cho trí tuệ và sự giác ngộ của Đức Phật. Lễ đón rước nhánh cây Bồ Đề diễn ra hoan hỷ, các vị đại biểu cùng hàng nghìn tăng ni Phật tử nhân dân thực hiện nghi thức cầu nguyện cho hai đất nước Việt Nam và Sri Lanka quốc thái dân an. Chùa Bái Đính là đại danh lam nghìn năm tuổi của Phật giáo Việt Nam. Thông qua sự kiện này, hai nước tiếp tục gắn kết bền chặt, vun đắp cho mối quan hệ giữa Phật tử và giáo hội Phật giáo để cùng nhau phát triển Phật Pháp, mang lại bình an cho muôn dân. Đường bay trực tiếp Narita, Nhật Bản đến Đà Nẵng do hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines khai thác chính thức đã nối lại vào lúc 14h25 phút ngày 26 tháng 3 năm 2023. Chuyến bay đầu tiên VN319 từ Narita đã đưa gần 180 hành khách Nhật Bản đến với Đà Nẵng. Ngay khi đặt chân đến với Đà Nẵng, các hành khách của Nhật Bản đã được chào đón với vũ điệu Yosakoi, truyền thống của Nhật Bản và màn trình diễn sôi động trên giai điệu ca khúc Tuyệt vời Đà Nẵng. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cũng dành tặng 3 vé máy bay khứ hồi chặng bay Narita Đà Nẵng cho 3 vị khách may mắn trên chuyến bay. Từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, đường bay Narita Đà Nẵng khai thác với tần suất 4 chuyến một tuần vào các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 7 và chủ nhật. Giai đoạn tiếp theo từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, Vietnam Airlines có kế hoạch bay hàng ngày với tần suất 7 chuyến một tuần nhằm khuyến khích trao đổi du lịch thương mại giữa Nhật Bản và miền Trung Việt Nam. Ngày 26 tháng 3, tại khu du lịch Vân Long, tỉnh Ninh Bình, đã diễn ra lễ phát động chiến dịch tuần lễ du lịch xanh năm 2023 gắn với đề án giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam. Tuần lễ du lịch xanh tại Ninh Bình với mục tiêu nâng cao trách nhiệm nhận thức của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ giữ gìn môi trường, hiểu rõ tác hại của chất thải nhựa, từ đó có những hành động cụ thể góp phần giảm lượng chất thải nhựa, phân loại chất thải tại nguồn, đồng thời quảng bá giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về hình ảnh quê hương con người Ninh Bình thân thiện, hiếu khách, văn minh với những cảnh quan kỳ thú. Trong tuần lễ du lịch xanh, các cấp ngành xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, xử lý rác thải tại khu dân cư, thực hiện có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa, thường xuyên chỉnh trang cảnh quan xây dựng môi trường. Mới đây, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới và khai trương du lịch Biển Quỳnh năm 2023. Sau hơn 10 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quỳnh Lưu đã huy động được hơn 19.000 tỷ đồng đầu tư các công trình điện, đường, trường trạm, nhà văn hóa ở các địa phương.
Đến nay, cả 32 trên 32 xã trên toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã là Quỳnh Đôi, Quỳnh Lương, Quỳnh Hậu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngay sau lễ công bố huyện chuẩn nông thôn mới, huyện Quỳnh Lưu đã khai trương du lịch biển Quỳnh 2023. Đây là hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch địa phương, từ đó không ngừng thu hút du khách thập phương đến với biển Quỳnh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp với báo Tiền Phong, Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 với chủ đề Những nẻo biên cương. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 96 giải thưởng cho các vận động viên và các đoàn có thành tích cao. Giải Tiền Phong Marathon lần này quy tụ 34 đoàn vận động viên từ các tỉnh thành ngành với hơn 4.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham gia tranh tài. Các vận động viên thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly 21,1 km, 42,195 km nam, nữ, hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào, 10 km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam nữ phong trào, 5 km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam nữ phong trào. Tiền Phong Marathon là giải đấu uy tín và có bề dày lịch sử bậc nhất của thể thao Việt Nam với lần đầu tổ chức vào năm 1958. Đặc biệt, giải Tiền Phong Marathon 2023 tại Lai Châu, các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào cùng thi đấu trên một cung đường chạy, cùng chiến thắng chính mình, vượt qua thử thách, hoàn thành chặng đua và chạm đến vinh quang. Sau một thời gian thi đấu sôi nổi, ban tổ chức đã trao 96 giải thưởng, trong đó có 26 giải cá nhân chuyên nghiệp, 54 giải cá nhân phong trào và 16 giải đồng đội, với tổng giá trị các giải thưởng gần 500 triệu đồng. Năm 2024, giải Tiền Phong Marathon sẽ được tỉnh Phú Yên đăng cai tổ chức. Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam, sáng nay tại sân bóng cỏ nhân tạo số 68 Đại lộ Chu Văn An đã diễn ra giải thi đấu bóng đá 7 người với tên gọi Mùa xuân cơm có thịt 2023, với mong muốn lan tỏa giá trị tinh thần thể thao và cũng là dịp để đồng hành cùng quỹ trò nghèo vùng cao. Giải bóng đá Mùa xuân có thịt là một giải đấu thường niên được tổ chức bởi quỹ trò nghèo vùng cao. Giải đấu nhằm quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo vùng cao một cuộc sống đầy đủ hơn với những bữa cơm có thịt. Bên cạnh ý nghĩa nhân văn cao cả đó, giải bóng đá Mùa xuân cơm có thịt còn tạo môi trường sân chơi để các đội bóng giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe và nâng cao tinh thần thể dục thể thao. Trải qua nhiều mùa giải thành công và phải tạm hoãn vì dịch COVID-19, năm nay giải đấu chính thức trở lại với sự tham gia của 4 đội bóng, hứa hẹn nhiều kịch tính và hấp dẫn. Diễn ra với 2 lượt trận trong sáng nay, giải đấu không chỉ mang lại niềm vui cho các cầu thủ mà còn là niềm động viên và món quà ý nghĩa cho các em nhỏ vùng cao.